chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vladimir. Hôm nay Vladimir sẽ hướng dẫn các bạn chơi một trò chơi hả? Trò xem cái trò chơi mà Vladimir hay chơi á. Đó là Talking Tom. Tào lao ấy như là mèo tôm ấy. Đấy, 2009 á, chiều cửa. Có sao làm gì đâu hề. Mày đấy, Quỳnh như là ngất rồi. Con mèo này dễ thương lắm mày ạ. Ấn vào đây là cái gì nhỉ? Chắc là cho nó ăn. Ăn đi. Cho nó luôn này. Ăn nó mày đầy đi kia hả? Ăn đây nó đáy vợ này. Đáy, đáy không chê không vệ sinh này. Chê lại. Chê không nó. Này, tao lao rồi. Đáy không có rồi. Ồ, còn phải massage cho nó chứ. Massage cho nó để cho nó. Cho nó. Ngủ. Khoái luôn nhá. Ở cái gì đấy? À, xong làm nào nó nhỉ? Ít kìa. Ok. Ngủ chết rồi. Để cho đi mua sắm nha. Mua áo à? Ui, áo này đẹp ấy. Đẹp à. Cái này vừa tiền mọi người ạ. Cho nó mặc bộ quần áo ngủ. Xem tiếp theo là gì? À, màu da. Thì mình nhét tiền rồi. Ở mắt nữa này. Hết tiền rồi. Mình phải đi làm kiếm tiền á. Kiếm tiền để nuôi mèo tôm á. Ấy lại hiểu. Nó đi nặng ấy, nó đi vệ sinh nặng ấy, nó biết tự chê đấy. Nó nói được ấy. Mèo tôm ăn cứt chó. Mèo ăn cứt mèo. Mày tính nhảy không? Tao đấm nhớ chờ. Dưới răng này. Ơ, sao bẩn đây?
bẩn thế. Tớ tắm cho nhé, tắm cho nhé. Tớ được một đồng xu này. Tắm cho nó được một đồng xu này. Gì nữa? Ai được một đồng xu nữa? Đi rồi. Cái gì ạ? Em mèo
không biết nói đấy. Tôi không biết nói này. Đây trò chơi trong này luôn. Đâu bây giờ một cơm đó. Đây. Tí nữa em ra cho nó xem. Đây gửi máy em. Em à, em nghiên cứu nhiều game máy lắm. Yeah. Mỗi ngày em chơi một game máy em xem. Siêu 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 siêu. Ơi quay slide luôn. Chow chow chow. Tăng tăng nước tăng nằm 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 nằm. Wow 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 wow. Quá mình siêu. Mình con trong này nhé. Mình ăn đạn nhé. Mình trong này ăn đạn cho mình còn đánh được cả bên kia nữa cơ. Đấy. Siêu. Các bạn thấy mình chống mình không? Con này con này. Oh. Bắt cu. Con vào đây, con trong bên kia. Thế là được hai đi. Xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. Đó.
Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nhá mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamang TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.